Yo, hello, what's up, chào em nha, chào trở lại với channel mình đây, từ đường phố đó mọi người nha. Chào anh em nghe mẹ tài chiếm từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, trước vào video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh em xin like và một subscriber ở channel phát triển nha của anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video sáng nay thì chúng ta sẽ đi săn cái chuối combo sự kiện liên hoàn cốt, liên hoàn quà nhà phát hành mới tung ra thôi, rất nhiều quà cốt tôi điểm qua rồi nhưng mà cũng chưa tìm xem qua thôi, nhưng mà thấy khá nhiều cái săn anh em. Ok thì chắc là chúng ta sẽ ghé qua đây săn cốt hơn quà anh em nhé. Và trước khi tiếp tục video thì anh em tôi xin 2 phút quảng cáo như thường lệ, anh em không thích có thể qua, cảm ơn rất nhiều. Giờ thì quảng cáo thôi. Ok, trước khi tiếp tục video thì tôi muốn giới thiệu anh em đến con game Kawin, game kiếm bài đánh kiếm tiền hot nhất hiện nay anh em. Một những con game mà nó cực kỳ hay các bạn, với cái phần cách chơi vô cùng đơn giản đấy. Hàng ngày đăng nhập nhận rìu, đủ rìu thì chặt điểm anh em, chặt thì nhận được về phần tiền hấp dẫn. Ngoài ra thì game nói chung được cái game này dễ kiếm tiền anh em. Đó, các bạn bây giờ trải nghiệm rất là đơn giản anh em. Báo danh hàng ngày nhận ngay phiền miễn phí này anh em này. Chia sẻ nhận xu anh em, chia sẻ nhận tiền. Ngoài ra thì các bạn này nhận gift code ở dưới phần mô tả, tôi để link rồi anh em qua bên nhóm và nhận thêm gift code về nhậm anh em, có khả năng kiếm từ 10 cho đến 500k. Đấy, vòng quay mỗi ngày anh em, nó tham gia vòng quay mỗi ngày để kiếm thêm tiền để chơi. Ngoài ra thì chia sẻ đơn giản để làm đại lý của game thì cực kỳ đơn giản anh em, chỉ vài bước thao tác là bạn có thể trở thành đại lý của game rồi. Đặc biệt khi mà anh em nạp nhiều thì bạn sẽ nhận được những đặc quyền riêng của VIP anh em nhé, hỗ trợ rất là nhiều luôn. Cổng nạp game thì vô cùng thoải mái, quá trời cổng thẻ nạp anh em, Momo, Play Zalo, rồi Play Viettel Pay, rồi Banking anh em, đó các kiểu đầy đủ cho anh em nạp. Game thì vô cùng dễ chơi anh em, có đủ thể loại anh em, game bài, rồi game bắn cá, lồ hú các kiểu. Hôm nay thì chúng ta sẽ trải nghiệm thử thùy hử anh em. Đấy, một trong những con game nổ hú tôi rất là thích chơi anh em, cơ hội lỗ lên đến rất là nhiều. Uầy đấy, mất phát anh em, làm lại 2 củ 4 rồi. Đó, mất triệu 8 làm lại 2 củ 4 anh em, quá đơn giản. Để em thôi đỏ quên đi các cụ à, rồi nó còn trần trì nữa mà anh em không tải, link tôi để dưới phần mô tả nha, anh em thể tải về và trải nghiệm được cùng tôi. Đấy, 4.2 triệu anh em, ăn lớn luôn các bạn. Trời ơi, quá ngon. Đó, quá dễ chơi và quá dễ kiếm tiền anh em. Đó, xương xương thôi anh em không? Đó, lên 31 củ rồi. Đấy, vô cùng dễ chơi anh em, cực kỳ đơn giản. Ui, nặng con rồng nữa thì đau đầu. Ok, ngoài ra thì game thì có cổng rút thì vô cùng đơn giản anh em. Đó, rút tiền 3 cổng lận anh em, tha hồ mà rút, còn thích rút bao nhiêu tùy. Đó, anh em nhiều thẻ này rút tha hồ. Đó, còn chần chừ nữa mà không tải game anh em, link tôi đây để phần mô tả nha. Cảm ơn người rất nhiều và rất mong anh em sẽ tải game về ủng hộ ạ. Cảm ơn người. Giờ thì quay trở lại video nào. Ok các bạn, giờ thì không dài dòng anh em, chúng ta sẽ ghé ngay fanpage để xem ngay quà mới anh em. Có thì hôm qua tôi cũng cập nhật các bạn rồi, còn đây dùng chung mới nhất hàng tuần thì tôi vừa cập nhật anh em qua rồi, các bạn chưa xem có thể nhận lại nhá. Ok anh em, đây bình chọn Gosu lượm quà chuẩn gu. Săn quà Gosu mới nhà phát hành anh em, xin chào các fan của nhà phát hành Gosu. Giải thưởng gì? Golden Start 2023, giải thưởng vinh danh các tựa game và cộng đồng chơi game nổi bật trong năm. Năm nay chính thức mở cổng bình chọn, hãy thể hiện tình cảm của bạn nó sau đây anh em, thể hiện tham gia đến hết ngày mùng 10 anh em nhé, ngày mùng 7 rồi, 3 ngày thôi. Cách thức tham gia thì các bạn like và share bài viết ở dạng công khai, sau đó tiến hành bình chọn nhà phát hành Gosu, game thuộc nhà phát hành Gosu hướng bên dưới, chụp lại màn hình đá voucher nhà phát hành Gosu anh em và trong comment để lại UD các bạn nhé. Phần quà dành cho các thuyền trưởng Vote thì là sẽ nhận được một belly MP, 20 xu vòng quay, 20 cốc bia vàng và một form tượng béo đấy. Bèo thật sự các bạn, 20 thùng bia nghe hợp lý, 20 cốc bia vàng. Nhưng mà thôi anh em, video hướng dẫn và tôi vẫn sẽ làm. Phần quà dành cho các bạn Vote game thuộc nhà phát hành có sụ là sao? Dành cho các bạn Vote thuộc game, à rồi, 200 kim cương, 10 thùng bia, 50 mảnh đại hải tặc, 1 triệu đá lăng đồ và 200 thẻ huyền bí. Phần quà nếu nhà phát hành Gosu chiến thắng giải ETN anh em thì là nhận được 5 belly, 5 MP, 50 súng. Úi dồi, 50 cốc bia vàng và một lính chỉ 10 sao. Nếu như nhà phát hành giành chiến thắng chỉ nhận được bấy nhiêu thôi á. Bèo giá man ạ. Phần quà nếu game nhà phát hành chiến thắng một trong 4 hạng mục đề cử của anh em, có 1k kim cương, 50 thùng bia, một mảnh ngẫu nhiên N1, 5 triệu đá nâng đồ và một thẻ bí. Cách thức mình chọn là truy tập vào trang web anh em, đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc là Google, chọn mục anh em vào Vote cho nhà phát hành,
Ngoài ra nhà bản thân có thể còn sử dụng các tựa game nổi bật ở mục thiết lập đồ họa. Lưu ý ở mỗi hạng mục game. Không, việc ủng hộ nhà phát hành thì tôi không phản đối anh em, nhưng mà thật sự là cái sự kiện Vote này thật sự nghe nó hơi sao nhỉ, sao láng à. Ok, nhưng thôi, nói chung thì cũng hướng dẫn anh em tham gia. Thì việc chúng ta làm đó là đi qua bên này anh em Vote, sau đó chụp màn hình lại nhé. Đây anh em, thôi tôi mở bằng trình duyệt đi anh em cho nó gọn. Đây các bạn sẽ mở bằng trình duyệt, sau đó thì anh em sẽ chọn là Start anh em, đây còn Start này. Xem nhận thông báo từ tòa soạn. Rồi ok các bạn. Rồi. Sau đó thì anh em sẽ chọn game anh em. Anh em kéo xuống chọn game của nhà phát hành Gosu là được. Ồ, nhiều game nhỉ. Quan tí xem cho nhà phát hành lộn. Tôi tới anh em, tôi lộn, tôi qua Facebook đây anh em. Cái này tham gia nó hơi lằng nhằng đấy chứ đùa đâu. Xem qua cảnh nhà Facebook nhà phát hành là gì. Công ty cho à, rồi. Ok các bạn, chúng ta có thể tìm kiếm không? Có mục tìm kiếm ở đây không? Tôi tìm kiếm cho nhanh các bạn. Xem nào. Game của Lâm. Tất cả. Ở đây thấy qua mấy game của nhà phát hành Gosu đấy anh em. Đây. Đây kiểu con chân kinh này. Nhưng mà có ấy không anh em, kiếm xuống xem có hải tặc đại chiến không. Chắc không có ở đây đâu anh em. À vậy là đúng rồi anh em. Đây. Vậy thì quay lại bài viết. Vậy tôi hiểu rồi anh em. Đây. Các bạn bình chọn chỗ này này. Ngoài ra còn đề cử một số tựa game anh em này. Cửu âm chân kinh Mobi. Đây các bạn có thể vote những cái tựa đề đấy các bạn nhá. Rồi ok các bạn, vậy thì chúng ta sẽ vote cho Cửu âm chân kinh đi. Cho nó dễ các bạn, ngắn gọn. Đâu rồi, tôi vừa thấy trên này. Đây, Cửu âm chân kinh và Cửu âm chân kinh đẹp đây anh em. Đó, mình chọn. Trời ơi, mình chọn đâu đấy. Rồi, sau đó thì các bạn nhớ chụp màn hình lại anh em nhé. Cái màn hình này, cái này rất là quan trọng đây anh em. Rồi sau đó anh em trở lại bài viết này và tiếp tục các bạn làm theo bước ban đầu để nhận code anh em. Đó là like và share bài viết dạng công khai. Sau đó thì bình luận và để lại UID anh em. Đây các bạn team like và share bài viết là dạng công khai. Dễ share chắc không share cũng chả sao đâu anh em, nhưng thôi share cũng được. Sau đó các bạn vào phần bình luận và các bạn bình luận bằng cái ảnh các bạn. Tôi quay giọng để tôi gắn cái ảnh lên anh em. Ok các bạn, sau đó thì anh em gắn cái ảnh các bạn lên và comment các bạn nhé. Comment để lại UD các bạn 1611568. Đó, cực kỳ đơn giản thôi anh em, chỉ sau vài bước cơ bản thì các bạn đã có thể nhận được quà của sự kiện lần này. Còn ngon hay dở thì tùy theo góc độ mỗi người đánh giá thôi. Chỉ cá nhân tôi thì không chê nhưng cảm thấy quà lần này khá là bèo nhá các bạn nhá. Bên này anh em có thấy vậy không hay là chỉ cá nhân tôi thấy vậy không biết, nhưng mà tôi thấy quà hơi bèo. Thật sự là như vậy các bạn. Ok. Đúng chưa? Đúng rồi anh em, đây mình chọn thành công. Ồ, các bạn đều bình chọn cho công nhà phát hành Gosu à? Hay vậy. Thôi kệ anh em, từ sáng đã tham gia. Đó, thì cái thức tham gia thì nó cũng đơn giản thôi, không khó lắm anh em. Đó, hầu như thì các bạn có thể tham gia được. Rồi ok, quay trở lại game thôi. Trích qua đấu trường xem tình bên đấu trường có biến gì không anh em. Ồ, mùa này chưa thấy biến gì à? Anh em chưa đả động gì luôn, ô vui vậy. Ngon. Thế thì ngon rồi các bạn. Vực thẳm này phát quà rồi. Thế thì lượm luôn anh em, chúng ta có quà vực thẳm này. Ok các bạn, lượm quà vực thẳm luôn. Ok. Cái điểm này thì chúng ta không đánh boss thì nó cũng không mất đâu anh em.
Vậy ngày mai để mở Pika đi anh em, Pika đấy được chế độ khó lượm nó sẽ ngon hơn thế nhá. Thôi thì nhìn video sáng nay thì cũng cập nhật qua tình hình quả cáp sự kiện của game mới thôi anh em. Clip thì chắc tạm thời xin phép kết thúc anh em đây. Anh em tiếp theo cảm ơn các bạn đã theo video của kênh Tự Tự Ra Đường Phố nhiều. Rất mong anh em thấy đã kênh một like và một subscribe của channel. Đó thì bye bye.